Do nợ nần thiếu tiền tiêu xài, ba nam thanh niên tham gia nhóm Facebook hội những người dở nợ muốn làm việc liều, rồi hẹn nhau đi cướp 1 tỷ đồng của người phụ nữ vừa rút ở ngân hàng. Và liên quan đến vụ việc này, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt giữ được 2 trong 3 nghi phạm tham gia vụ cướp là Nguyễn Hoài Nam, 25 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội và Nguyễn Văn Hùng, 32 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương. Riêng bị can Dương Đức Luân, 24 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa đang bị công an truy nã. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hùng và Nam khai nhận do nợ nần nhiều, thiếu tiền tiêu xài nên cả hai cùng Luân tham gia nhóm Facebook hội những người dở nợ muốn làm việc liều. Sau đó ba người hẹn gặp để bàn bạc thống nhất việc cướp giật tài sản của những người rút tiền tại các ngân hàng ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, quan sát trong quầy giao dịch của một ngân hàng thấy chị T đến rút 1 tỷ đồng. Nam báo cho Hùng, Luân bám theo. Cả hai đã cướp giật số tiền của chị T rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi đến Hà Nội, cả ba chia nhau số tiền cướp được rồi bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Hùng và Nam.